Đi ngủ thì anh hay nói bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có đây nữa là không phải tìm được. Nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên là Long, năm nay em 26 tuổi. Em là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá. Quê em ở Thái Bình và hiện tại nhà em bây giờ ở Đồng Nai. Và em đang làm ở Long Khánh. Quê Thái Bình, Đồng Nai làm Long Khánh. Mời em giới thiệu. Em tên là Vương Ngọc Trang Đài. Năm nay em đã được 52 tuổi. Ngược lại anh. Hiện em đang là giáo viên của trường trung học thực hành Sài Gòn. Chỗ ở hiện tại là ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 11 ạ. Ủa quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Mà em cũng đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm. 5 năm. Mối tình dài đấy. Dạ. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là 3 mối tình rồi chị. À không, bạn nam bên này rất là nhiều chị. Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em. Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi. Nên những bạn nam của em cũng mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra, anh ấy không có mập mờ. Vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn, rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài. À, bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi? Dạ, đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng phù hợp với tính cách của em. Tính cách của em mà rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay cũng như trong xã hội. Em muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là có duyên là được. Ngoại hình không quan trọng lắm, mà ví dụ như cao từ 1m55 trở lên là được rồi. Rồi, như vậy rồi. Là được ha. Bạn trai có vẻ là dễ tính á. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là nhoi, và thứ hai là thích phiêu lưu. Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng, trầm tĩnh được trong vòng 30 phút. Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm. Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt, đi chơi với mọi người, với bạn bè. Tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ. Bây giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng thích một người như vậy. Mình có tài, cái biệt tài gì đó không em? Hát hả? Được, nào hát bài vui vui rồi. Đọc rap đi. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối. Chờ một ngày mãi chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai. Bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh, anh cảm thấy giấc giá lạnh. Mà làm sao em yêu hiểu thấu khi mà có duyên mà dạ. Có duyên, dễ thương mà. Ồ, có đồng tiền nữa ta. Hai mươi lúc đồng tiền nữa ra. Tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi, răng khểnh ta. Ghê ghê ghê. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì chắc là khi ngủ thì em hay nói mớ thôi. Ê, cái này giống em nè anh. Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn, biết tiếng luôn anh. Đâu đang nói gì, thí dụ như bên đây ngủ nói gì? Thí dụ em gì? Không biết, em không biết. Sao vậy, sao em biết em ngủ em hay nói? Bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em. Ai ngủ cùng với em? Bạn học sinh viên cùng phòng. Rồi tụi nó kể sao, nó nói em nói gì? Là, ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp. Hay là ví dụ như em đi làm, bây giờ em đi gặp khách hàng, tối đi gặp khách hàng tiếp. Bạn
em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được, ban ngày có gặp ai thì tối là khai hết. Hay nghe vụ này cũng hay ạ. Còn em mới sao, em mới sao? Dạ cũng gần gần như bạn, như anh ấy bên đó. Thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á. Hoặc là đôi lúc lâu lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại. Cũng nói mớ luôn. Hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói. Người nói người dịch. Anh bên đây rất là dễ thương, nhẹ nhàng, có thể chiều chuộng em được. Đúng em không thích gì ở người đàn ông? Hút thuốc lá ạ. Thật ra thì ba em hút thuốc lá, nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài. Và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình, tôn trọng mẹ và tôn trọng các em. Nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi, không quá nhiều. Đúng rồi, hút thuốc nhiều có hại sức khỏe. Còn không thích gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, vậy đơn giản quá. Em có đáp ứng nhu cầu được những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không? Dạ, được anh ạ. Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với cả ba người bạn. Em thấy bạn gái bên cạnh này nè anh Long, dễ thương, rất là duyên và rất là dịu dàng. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn của anh Long ấy. Ồ, chị thấy nhoi lắm mà. Như đấy là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long. Và xin chia sẻ với bạn nữ một chút, anh Long là một người sống rất là chân thành, sâu sắc và rất là cầu tiến. Rồi, bạn gái có đi với người thân nào không? Dạ, em mời chị đồng nghiệp với em, chị Liên ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường. Chị thấy sao? Tình hình hai bên hợp với lý không? Dạ nãy giờ nghe thì thấy hai bạn có vẻ rất là hợp. Chắc chương trình cũng khó khăn lắm để tìm được một cặp như thế này. Hai bạn có điểm chung đó là cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình. Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu, đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau đó, có mọi người tư vấn hết rồi. Quan trọng là mắt nhìn mắt ha. Dạ, xem thua mình thôi ha, tình nào thua cảm xúc của mình thôi. Cảm ơn. Cô thích trai đẹp không? Dạ có chị. Có chứ, ai mà không thích đúng không? Rồi, bắt đầu. Một chàng trai hết sức dễ thương, xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời. Anh có món quà tặng em. Cái tặng cũng lạ đấy, bất ngờ đó. Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển. Bó hoa về nó héo anh, chậu kiển nó có thể nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn. Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn. Bạn em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc. Dạ tay em nó rất là nóng, mẹ em bảo vậy, tại vì em đụng cây nào là chết cây đó. Rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi. Là cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào? Thì anh cũng dễ thương, nhìn chung là ổn. Cảm ơn em. Thì em có vẻ là một cô gái cũng có sự đa dạng về tính cách, vừa đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày, ban đêm em trở thành một người khác. Không phải, có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á. Như lúc mình là một người năng động, như lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh. Nói gì dài bị bắt bẻ, tao nói ổn, em ổn rồi được rồi. Anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không? Nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập, phải bản lĩnh, chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào, chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi, thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không? Đối với hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó chưa xảy ra. Giống như khi mình có con rồi á, thì giống như từng ngày mình sẽ cũng sẽ lớn thêm theo dần với con. Thì anh nghĩ là có thể. Anh cũng rất thích con nít, con gái cũng thích, nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn. Dạ rồi, anh có hỏi gì nữa không? Thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á là như thế nào? Dạ mơ ước của em giản đơn lắm anh. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được. Cái đó không đơn giản đâu, cũng phức tạp lắm á. Không, thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu, ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi, giống như là ba em vậy đó. Ba em hát hay, còn em là thảm họa âm nhạc. Tại vì em thế kỷ 21 này, nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được, phải có rất là nhiều kỹ năng mềm. Vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm. Em nói về hơi nhiều về con cái, tại vì em hơi lo sai chút xíu, nhưng mà chứ không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Không, như thế là tốt mà, rất tốt đấy. Thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi. Tình cảm thì hứa, khi nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì hứa cho người ta yên tâm đi. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
Thôi mình nói một câu tỏ tình gì đó để có thể quyết định bấm nút hay không bấm nút. Thôi để em nói cho. Rồi em nói đi. Sư Huynh à, hôm nay tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á, nên sư Huynh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa, nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Ây da, nói như vậy là không có được nha. Ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc, chứ không phải được không được cũng bấm mà nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà, dẫu sao thì cũng bấm chứ. Bấm như vậy á là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha, khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ, để em mẹ bấm đi ạ. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm mà nha. Dạ. Nhìn say đắm quá ha. Sao nói câu gì ngọt ngào chút mấy đi. Dạ. Anh rất có cảm tình với em. Dạ. Cảm ơn anh. Còn em? Em cũng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Giống như những gì nãy giờ anh Quyền Linh với chị Tường nói, thật sự cảm nhận thấy trái tim mình rung động. Và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao mà một cô gái dễ thương hiện đại thế này, năng động thế này, tại sao bạn lại không bấm? Dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á, giống như là nó quan trọng lắm. Khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng, thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được. Còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được. Không sao cả, chúng ta không tìm đến tình yêu, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết. Biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi gì sao. Bạn gái cảm nhận thế cảm nào? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao. Tại vì đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh ấy rất là quan trọng. Đúng. Đối với em thì cũng quan trọng, nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không. Bởi vì khi mà lên đây quay phim á, nó cũng sẽ được lên YouTube nữa. Mà lên YouTube có nhiều ảnh hưởng lắm, nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn. Cho dù lên YouTube hay là không lên YouTube, khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng. Chúng ta không thể đùa với chuyện đó được. Nếu chúng ta yêu thương thực tình, tôi hôm nay công nhận bạn trai rất là bản lĩnh. Bạn có cái hay của bạn, bạn rất giỏi, bạn rất là năng động. Cái điều không ai có thể không nhìn thấy được. Có thể nói là nếu bạn này không bấm nút ở câu lạc bộ online, chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. Nhiều người nãy giờ xem họ sẽ bấm nút bạn. Ví dụ vậy, họ sẽ kết bạn với còn bạn. Còn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chúc chị. Hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình thôi. Dạ, có một mối tình chính thức là mấy cái lễ tẻ. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Rồi, hai người người nào cũng có một cái cá tính riêng rất là gọi là năng động trong nhưng cuộc sống. Thà là như thế anh à. Thà là như thà thế. Thà là như thế. Chứ không phải là bấm để rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ có cảm xúc như thế nào ở lần đầu tiên gặp gỡ. Hả Mang? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Hà Vũ Nhân, 35 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành. Mình giới thiệu với. Dạ, em tên là Minh Ánh, tuổi thì em xin giữ bí mật đấy. Em muốn bạn trai đoán. À, chút xíu nữa bạn trai đoán phải không? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện giờ em đang là nhân viên pha chế ở quận Nhất. À, làm trong quán bar hay quán cà phê hả em? Dạ, nhà hàng chị. Nhà hàng. À, mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình. Thoải mái lên, tự tin lên, nói lớn lên. Em thì cũng biết nấu ăn, nhưng mà không biết người ta ăn được không. Cũng biết cắm hoa, biết làm bánh lăng, cũng biết ca hát. Biết ca hát. Làm câu đi em, cho nó sung lên. Anh ơi, anh nắm tay em đừng ngại ngùng, đi bên nhau đến cuối chân trời. Xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời, xin cho anh với em mà thôi. Hết rồi.
Nghe vui ha. Dạ. Bạn có những ưu điểm gì, những khuyết điểm gì, những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết? Ưu điểm của em thì cũng hiền, cũng vui vẻ. Khuyết điểm thì hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ. 35 tuổi là cũng tuổi đã lập gia đình có con cái rồi, sao bạn vẫn bị ế vậy? Dạ, thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi. Chia tay cũng được gần một năm. Mà lý do tại sao chia tay? Nhà bạn gái thì cũng không thích cái tuổi. Chị tuổi á hả? Dạ. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có một mối tình chính thức và mấy cái lẻ tẻ. Mối tình chính thức đó quen được bao lâu? Dạ, 3 năm. Thì quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân? Dạ, tại người ta muốn lập nghiệp ở quê. Vậy bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hiền lành, không lười biếng, công việc ổn định, hài hước một xíu. Hài hước xíu, đúng rồi, vui lên cho cuộc đời nó vui lên đúng không? Lãng mạn xíu. Bạn trai có lãng mạn không? Dạ, cũng có ít. Bạn có tài lẻ như ca hát không? Dạ, cũng có biết hát một tí. Rồi, hát tí nghe chơi thôi. Cho bên kia nghe kìa. Chiều con vương nắng để gió đi tìm dấu vết chân em qua bao nhiêu lần. Lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nông lên màu mắt. Bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái đó thì biết chia sẻ, chung thủy, gọn gàng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Cao cỡ 1m50-60 được không được? Cao được nhiêu? 1m50 chị. 1m50 hả? Để anh Quang coi coi khoảng 1m50-60 gì đi. 1m50. Chào em. Anh ở bên kia cũng ít nói, em cũng ít nói như vậy. Rồi giờ tính sao? Không, em không có ít nói đâu, tại run quá. Run quá hả? Nãy giờ muốn xỉu rồi. Đừng có xỉu nha. Có ai làm gì đâu muốn xỉu. Run quá. Run là hồi hộp gì anh kia ha? Là run nghĩ gì? Hồi hộp. Hồi hộp rồi không biết anh kia sao vậy? Dạ. Em tưởng tượng anh kia thế nào? Cao em, mà hiền hiền. Còn gì nữa? Hết nghĩ ra rồi. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Hình mẫu nào đó? Dạ, như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Rồi, đơn giản vậy ha. Ồ, mặt này đẹp trai chứ bộ. Giống giống cỡ Lương Thế Thành chứ đâu có vừa đâu à. Trời chị, em chắc không cao bằng Lương Thế Thành. Điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Nói chung là lẩm thẩm không gọn gàng chị. Em có tật xấu gì không? Thì tật xấu ít nói. Nói câu dài dài chứ có nói gì cục cục cục. Câu nào trả lời câu đó giống như là điều tra xét hỏi vậy. Giờ để dành dụm được nhiêu rồi? Cũng được vài chục triệu lấy vợ. Vài chục triệu lấy vợ. Thấy thật thà. Đẹp trai dễ thương quá trời luôn mà sao cái này khó quá, hai người này sao đây? Rồi do hai người thôi, bây giờ mình thấy hai người gặp nhau biết đâu à. Nhìn nhau người ta nói nhiều hơn sao đúng không? Có đi với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mình thấy cái bạn trai bên đây thì cũng hiền. Mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được. Cũng phải có cái thời gian đó. Dạ xin hết. Rồi cảm ơn chị. Em có đi với ai không Gương, em trai? Dạ em đi với chú em. Gia đình chú Tám với chú Chín. Với là em họ. Dạ chú Tám thấy sao chú? Dạ chú Chín. Chú Chín thấy sao chú? Tôi thì nãy giờ quan sát thì thấy cháu gái bên này cũng được, cũng vui vẻ, cũng có nét hiền. Cháu Nhân có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền, ít nói, nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh, sống hòa đồng. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Chín. Sao chú Tám, ý kiến sao chú Tám? Trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền, có công việc ổn định. Còn cái việc mà quyết định hay không thì do giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định. Rồi, cảm ơn chú. Rồi kéo màn, chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Nào, đó, nói chuyện đi. Tăng em mất hoài. Lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào? Anh nhìn hiền dễ thương. Anh có đoán được tuổi em không? Em thì chắc cả 6-7 tuổi gì cơ. Em 30 rồi. 30. Em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á, khi mà tranh cãi với nhau á, thì ai là người làm hòa đầu tiên? Bạn trai thì nên chủ động làm hòa trước. Dạ. Giờ em đang run quá, làm sao em hết run.
tạm thời hết đung là nắm tay của ấy một cái. Là nắm tay của ấy nó em mất luôn thì anh cái đi. Nắm tay vô. Rồi em bớt rung. Từ từ đứng nhìn thẳng vô mắt nhau nói em bớt rung giùm anh cái. Nói đi hai người. Nắm tay sao buông rồi. Nắm chặt vô. Đừng có buông. Nắm vô. Đó đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau. Đứng khoảng độ chừng á nửa tiếng coi có thấy gì không. Nhìn vô. Rồi cái đây cho 2 phút. Không thì kệ tôi muốn cho mấy phút tôi cho. Đứng im nữa nha để tôi tám chín nhìn coi có hợp không. Hả? Cho em về chỗ cũ. Trời đất ơi. Mắc cỡ quá hả? Dạ. Nắm tay có thấy gì chưa? Thấy lạnh lạnh. Tim có đập gì chưa? Có đập sơ sơ rồi. Đập sơ sơ rồi hả? Rồi thôi bạn gái nói một câu gì mình kết thúc. Thôi bỏ qua đi anh. Hai người này chắc động phòng cũng phải kỹ quá. Sao em nói lên cái cảm xúc của mình bây giờ lấy nắm tay sao mình cảm nhận ánh mắt anh nhìn thấy sao nói thật đi anh có nhìn em đâu em có nhìn ảnh không có em thấy sao thấy lung linh long lanh lung linh long lanh thấy lạ quá nha thôi được rồi thôi quay lại đi hai cái cục bột này. Đây, nút nha, suy nghĩ thật kỹ. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Suy nghĩ lại coi nắm tay này thấy cảm giác cái gì. Nhìn nhau thấy cái gì. Quyết định từ con tim, giống như 8 với 9 đó. Giao quyền quyết định cho con rồi đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên. Em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên. Chưa thấy ấn tượng lắm đúng không? Dạ. Chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ. Bạn gái thấy sao? Cũng hơi buồn một xí. Nhưng mà cũng mong anh tìm được một nửa của anh. À, anh chúc em được một nửa của em. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi cảm ơn hai bạn. Hy vọng các bạn sẽ sớm tìm cho một nửa yêu thương nào đó. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Tay. Anh tiếp nhé. Này em chịu rồi. Chào em. Dạ, chào chị. Nãy giờ đợi lâu chưa? Dạ, cũng lâu chị. Cảm giác như thế nào? Dạ, cũng hồi hộp chị ạ. Hơi hồi hộp ha. Dạ. Bây giờ đợi chị Tường ra mời bạn gái của em vào đây nha. Dạ. Rồi. Cái ghế là cứ ngồi vô. Rồi, ngồi xuống. Rồi, sau khi đã vào vị trí của mình rồi thì các bạn có thể tháo mặt nạ ra rồi đó. Chị ơi, giúp em. Ok. Rồi, xin chào hai bạn. Chào chị. Dễ thương quá. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu lớn cho đối phương nghe về họ tên, quê quán, công việc của mình. Vì mình cách nhau một trái tim ở chính giữa nha. Mình phải nói lớn thì đối phương mới nghe rõ được. Rồi, mời em trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn đối diện và chào các khán giả chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản anh chưa. Thì mình tên là Tống Xuân Trưởng, năm nay 36 tuổi. Trước đây thì là giáo viên dạy toán trung học phổ thông. Còn hiện tại thì em đang xây dựng một cái kênh YouTube và tham gia vào đầu tư bất động sản. Đầu tư bất động sản là hết đi dạy rồi? Dạ, em nghỉ dạy khoảng 6 năm rồi. Nghỉ dạy 6 năm rồi. Quê ở đâu? Dạ, em hiện tại đang ở Đồng Nai, quê em là ở Ninh Bình, hiện ở định cư Đồng Nai. Hiện tại giờ đang ở Đồng Nai luôn. Đồng Nai là khu nào? Thị trấn Vĩnh An, gần Thủy Điện Trị An chị ạ. Gần Thủy Điện Trị An, em dạ. Biết chỗ đó không? Nghe thôi chứ em chưa từng tới ạ. Rồi, vậy em giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào các khán giả đang theo dõi. Em tên là Diễm Phương, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em đang tham gia giảng dạy tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, cũng như vậy. Em dạy gì? Dạy về gì? Em ở khoa quản trị kinh doanh ạ. Là mình dạy hệ gì? Em dạy đại học. Dạy đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Wow, cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 27 ạ. 27 tuổi, đi dạy được mấy năm rồi? Dạ em mới. Mới đi dạy? Dạ. Hiện tại mình đang ở đâu? Hiện tại em đang ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Em có thường hay lên thành phố chơi không? Dạ em cũng hay lên đó. Thấy có vẻ ngành nghề là hợp đó. Cô này dạy quản trị kinh doanh ha. Dạ, em đang muốn phát triển kinh doanh, hai bên có thể hợp tác được với nhau ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là sống tình cảm, với lại là tự lập, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn điểm yếu là cũng hơi tự ti một chút, với lại là hơi cầu toàn. Sao lại tự ti? Một thầy giáo rồi bây giờ công việc cũng ổn định mà tự ti. Lý do tự ti cái gì? Với bản thân em thấy mình cũng chưa có gì đặc biệt lắm á, nên là cũng không được tự tin lắm. Còn em, có ưu điểm với khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì nhiều người nhận xét em hiền, ấm áp. Bản thân em thì thấy điểm mạnh của mình là khá là rõ ràng trong tất cả mọi chuyện và có sự quyết đoán. Nhưng mà điểm yếu thì cũng hơi nhút nhát trước đám đông và thao tác thì cũng hơi chậm chạp. Lúc như vậy có chậm không? Dạ không, cố gắng dạy đúng giờ. Cố gắng dạy đúng giờ. Em có cái tài lẻ gì không? Dạ em có tài lẻ là lái máy bay. Lái máy bay giấy. Trời ơi hết hồn nha, lái máy bay giấy. Hèn chi bữa nay đi quay hình đem theo hộp máy bay giấy. Tôi nói ủa ông này chơi trò chơi con nít hay gì vậy? Đâu lái sao đâu, em lái thử chị coi biểu diễn thôi. Lái máy bay giấy là phóng máy bay vậy hả? Tức là mình ném nhưng mà điều khiển cho nó bay về cái chỗ mình ném. À hồi đó hồi nhỏ em có chơi xếp máy bay cho mượn chiếc máy bay coi. Hồi đó em có chơi cái trò xếp máy bay vậy không? Dạ có. Ví dụ như mình phóng đi là nó đi luôn đúng không? Đi luôn. Ê nó bay về kìa. Trời ơi nó bay về kìa. Chị có khiếu ghê ha. Vô đó thấy chưa. Em phóng thử coi. Em phóng sao nó bay về lại em nha. Rồi cắm đầu rồi. Rồi bây giờ để thất xem anh ấy biểu diễn nha. Hãy nhìn chiếc máy bay của anh ấy. Dạ cái này ném này phải đầu tiên nó phải cân đối chứ cái đó. Nên em điều chỉnh xíu. Anh bẻ cánh máy bay. À, đôi khi nó cũng fail chị. Thì đúng rồi. À, tại vì em cũng hơi run nên là không biết là nó có thành công. À, bình thường là em ném nó về vị trí của em luôn. Rồi ném thử cái nữa coi. À, nếu không có gì là nó về rồi. Cản địa. Tiếp đi. Tiếp hết nó luôn đi. Đừng đổ thừa. Rồi máy bay đã cắm đầu xuống đất. Chơi đi em, thử cái cho nó vui em. Ráng em ném trúng ảnh giùm chị coi. Đó, được rồi. Máy bay đã thành công, đã về đến điểm đích. Bên này ném qua bên đây nhận được rồi. Vui không em? Em mốt về hai đứa có hẹn hò, cái chiều cái hai đứa ngồi hai đầu, cái phóng qua phóng lại vậy nó cũng vui rồi ha. Rồi, tình trường thì sao cưng? Dạ, em trải qua hai mối tình. Một mối tình thì kéo dài khoảng 3 năm. Và mối tình thứ hai thì khoảng hơn 2 năm. Thì em chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. 3 năm với 2 năm là cũng khoảng thời gian rất dài. Tại sao lại chia tay? Mối tình đầu tiên đó thì do là bạn gái lúc quen đó thì đang đi học, lúc đó em đi dạy rồi. Còn bạn gái thì mới vô năm nhất. Lúc đấy thì nói chung em cũng chưa có nghĩ đến cái việc là sau này như thế nào. Tại vì nếu mà có kết hôn thì bạn gái cũng phải ra trường, nên là hầu như là em cũng không có đề cập đến vấn đề đấy. Thì sau này khi chia tay xong thì nói chung là hai người vẫn là bạn bè. Người ta trách em là không có ngỏ lời đúng không? Người ta trách là quen em mà đó giờ anh chưa bao giờ anh hỏi cưới. Đề cập đến cái việc là sẽ cưới em. Đúng rồi, cái đó là cái sai của em. Phụ nữ tuổi thanh xuân ta đâu có bao nhiêu. Học thì học chứ, mà em cưới người ta vẫn cưới chứ bộ. Rồi cái mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì bạn gái em cũng đi du học. Thành ra là thời gian bên nhau cũng không có nhiều á. Quen xa nên là tình cảm nó tức là khi mà có chuyện thì cũng không có cách để mà giải quyết được. Từ lúc chia tay đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm. Lý do tại sao 4 năm qua không tìm được ai? Thật ra là em cũng có gặp gỡ người này người kia nhưng mà vẫn chưa tìm được đối tượng. Chưa có người đúng ý ha. Rồi còn em, tình trường của em như thế nào? Em có một mối tình chính thức. Lúc đó là khi em học lớp thạc sĩ, quen nhau cũng được gần 2 năm. Nhưng mà là em chủ động chia tay bởi vì em thấy là người này không đáng để tin tưởng. Anh ấy lập trường chưa vững, còn một mối quan hệ khác. À, em quen bao lâu thì em mới phát hiện là anh ấy còn những mối quan hệ khác? Dạ, cũng gần 2 năm ạ. Quen 2 năm, vậy 2 năm kia là anh giấu kín mít, không biết. Dạ. Nhưng mà em có cái dấu hiệu gì em phát hiện, anh em có bắt gặp? Không có bắt gặp, nhưng mà có những chuyện như là quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, gia đình của em đều biết, bạn bè đều biết, nhưng mà anh ta chưa từng công khai em với gia đình. À, vậy là và luôn lấy rồi. Một lý do là vì anh chưa ổn định. Vậy thôi rút kinh nghiệm lần sau nha. Dạ. Em cũng rút kinh nghiệm, quen ai mà thấy được rồi thì mình phải ngỏ lời, chứ phụ nữ người ta đâu có thể nào chủ động được.
còn em cũng vậy nữa. Mình quen người ta vài ba tháng mà thấy ổn rồi mà người ta không có ý nào là dẫn mình về, dù có tìm hiểu cũng phải đến nhà đến cửa chứ. Dạ, đúng không? Phải biết nhà cửa rồi người ta như thế nào, biết đâu nhà ta có vợ có con rồi sao? Cái đó nguy hiểm lắm, đúng không? Phải công khai, còn mà đã không dám công khai là có vấn đề, chia tay sớm bớt đau khổ. Rồi, em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người bạn gái là biết quan tâm đến gia đình, là tiếp người truyền thống nhưng mà cũng hiện đại một chút. Về ngoại hình? Cao khoảng 1m55 trở lên. 1m55 trở lên. Da trắng thì tốt. Da trắng một chút. Vừa người dễ nhìn, không quá mập, không quá ốm. Thôi kệ, chút em tự đo. Rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn gái? Em không thích bạn gái là hay càm ràm, không trung thực. Em thích một người là đơn giản một xíu thôi. Cô này thì đơn giản rồi đó. Trung thực thì chị nghĩ là có của tính đạo đức của một giáo viên rồi đó. Còn cái vụ càm ràm thì phải hỏi nha. Càm ràm có không cưng? Cũng có. Đó, có. Phải chấp nhận. Không có người phụ nữ nào mà không càm ràm hết á. Đừng vượt quá là được ạ. Ăn thua mình thôi. Ví dụ người ta nói mình có vấn đề gì đó mình phải làm. Còn mình không làm thì người ta nói hoài, tới chừng nào mình làm thì thôi. Ăn thua mình nữa. Còn em thích người bạn, mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một mẫu người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên là vẫn có một cái dự định, một cái kế hoạch để phấn đấu riêng cho sự nghiệp. Một người có thể chia sẻ và cảm thông, lắng nghe. Rồi, dạ. Cái đó chị nghĩ là được. Anh này cũng trưởng thành chỉnh chạc rồi, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống rồi. Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn, cao thì chỉ cần trên 1m6 thôi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai nữa không? Không thích người giả dối, không thích những người không rõ ràng dây dưa với những mối quan hệ cũ, và không thích những tệ nạn xã hội hiện nay. Em hy vọng rằng anh không hút thuốc, cũng không cờ bạc, cũng không xăm mình. Có hút thuốc, uống rượu, rồi cờ bạc xăm mình gì không? Dạ, hút thuốc thì không, uống rượu thì uống rất là ít. Không, cái đó được, đàn ông là phải là có biết giao lưu. Chỉ có xã giao thôi, chứ còn bản chất thì cũng không thích uống rượu. Không hút thuốc. Dạ, không giỏi thuốc. Quá vậy, ổn. Em thì định hướng là sẽ sinh sống và làm việc luôn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là em cũng mong muốn là đối phương cũng có thể làm việc ở đây. Cái này là phải hai bạn phải trao đổi lại với nhau. Vâng. Một chút xíu mình, tại vì hiện giờ thật ra là định hướng của em cũng là lên thành phố. Ôi vậy hả? Nhưng mà chắc khoảng 5 đến 7 năm nữa. Tức là tùy theo điều kiện. Tùy theo điều kiện, vậy thì cũng ok rồi. Với là ăn thua là cái tình yêu của các bạn đủ lớn hay không thôi. Bây giờ thì trên tay của Duy Tường. Trời ơi, hình gì túi thua vậy? Đâu được, tại vì được cái hình của em coi. Ít khi chụp hình nữa. Trời ơi, cái gì nguyên một cuốn ghê vậy? Em không có in kịp. Nè, cho em xem. Lựa ảnh đi. Trời ơi, hình như vậy thì làm sao mà người ta tìm được? Được à, che kia thôi, che kia thôi chị. Nhiều quá. Mò kiếm đi em. Biết đâu giống như mò kim đáy biển vậy đó. Trúng số độc đắc, trúng làm sao? Em cho ảnh ba cái gợi ý về em đi. Vui vẻ. Vui vẻ. Dễ thương. Dễ thương. Đứng gần người đeo mắt kính. Đứng gần người đeo mắt kính. Còn em cho cổ vài gợi ý. Không quá cao. Không quá cao. Quá cao. Chụp hình thì hay cười. Hay cười. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Không quá cao hay cười. Không quá cao hay cười. Rồi lựa đi, chúng ta có 30 giây để lựa hình. Thôi em chọn đại nè. Anh nào? Anh này nè. Rồi, anh này. Ôi, cái mặt túi thui vậy mà cô cũng chọn nữa. Lý do tại sao em chọn anh đó? Cảm giác. Cảm giác thôi ha. Rồi thôi em cứ giữ tấm hình đi. Rồi một chút xíu mở cái cửa trái tim này ra để em cho mọi người biết là kết quả em đúng hay sai. Em nghĩ là chắc người này. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì gần mắt kiến mà dễ thương thì chỉ có hai bên ở đấy là chỉ có hai người nữ thôi. Nói thiệt là chị cũng chưa biết có phải cổ hay không nữa. Thôi một chút xíu em tự hỏi cổ đi ha. Cổ chọn cái tấm hình ấn tượng dữ lắm. Bây giờ là thời điểm quan trọng, chị Tường sẽ mở cửa trái tim và hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Trước tiên là hãy xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Mở cửa trái tim. Chào em. Chào anh ạ. Sao, coi hình đi coi đúng không? Hình như em đã sai rồi đó. Còn em, hỏi cổ coi. Hình như anh cũng sai nốt. Sai luôn rồi, đây nè. Ủa em đâu, em chỉ coi. Ảnh chọn em là cái cô áo đen này nè. Cô áo đen này đẹp nhất lớp em đó. Đẹp nhất lớp em nè. Đâu? Nè, thấy chưa? Đâu được, tôi coi. Ba tấm đều có em đó. Trời ơi trời, cổ nè. Dạ. Trời ơi, con núp đây sao ta nhận ra. Tấm dưới không có núp, tấm dưới cũng không có núp. Nói chung chúng ta đã sai trong khâu chọn hình rồi. Hy vọng bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn ăn trưa cùng nhau, trò chuyện cùng nhau ít phút nữa. Hy vọng các bạn sẽ có những cái giác quan nó trùng khớp với nhau nha. Xin mời đồ ăn. Rồi. Thay mặt chương trình mời hai bạn ăn một món ăn cũng rất là ngon, đó là bò lúc lắc bánh mì. Bây giờ chị Tường cũng ra ngoài ăn đây, trưa rồi, đói bụng rồi. Chúc hai bạn có một bữa ăn ngon miệng và hãy nhớ trao đổi với nhau thẳng thắn nha. Cái gì mình thắc mắc, mình cần hỏi, mình cứ trao đổi với nhau.
với em. Mời anh. Nói chung là cảm nhận anh đối với em thì khá hiền. Nó nhìn khuôn mặt đó, thì là khá là hiền. Tính tình thì em chưa biết, nhưng mà nhìn sơ qua thì dạ. Giọng nói thì vì hồi nãy có nhiều thông tin chưa rõ lắm, cho nên bây giờ em nghĩ là mình em sẽ tranh thủ thời gian để mà hỏi anh. Vậy là bây giờ anh đang ở Biên Hòa? Anh ở huyện Vĩnh Cửu, cách Biên Hòa khoảng 30 cây. Dạ, thì hiện tại anh đang ở với gia đình hay là anh ở một mình? Hiện tại là anh ở một mình, kế bên là nhà ba mẹ anh luôn. Dạ. Anh nhà anh có mấy anh em? Nhà anh thứ hai, có chị với là hai em gái nữa. Vậy và là mọi người đều lập gia đình hết rồi. Dạ. Nhà em thì chỉ còn một em gái thôi. À, em là còn em gái nữa. Dạ, em gái sau em. Em thì dự định ví dụ kết hôn của em thì có lâu không? Kế hoạch của em là sẽ tìm hiểu tầm 1 năm, và nếu mà năm sau mà cưới được thì quá tốt. Em không biết dự định của anh đối với chuyện hôn nhân như thế nào. Anh cũng khoảng cỡ đấy. Vì anh thì nói chung là mọi người nhận xét là anh cũng hơi cầu toàn, nên là anh cái thời gian tìm hiểu của anh hơi lâu. Em tuy em giảng dạy nhưng mà ngoài cái giờ hành chính ra em còn nhiều công tác khác nữa. Thường xuyên về trễ, cuối tuần cũng có đi. Thì anh có sẵn sàng chia sẻ với em, hỗ trợ em với công việc trong gia đình không? Anh rất sẵn sàng. Dạ. Nhưng mà công việc của em nó bận lắm hả? Tương đối là bận. Tại vì trước anh cũng có tìm hiểu một số bạn á, cái việc mà gặp nhau đã hiếm, tức là cái thời gian sắp xếp gặp nhau rất là khó. Dạ. Nhưng mà về nhà thì nói chuyện với nhau, tại vì mình phải trao đổi, giao tiếp nhau nhiều thì mình mới hiểu nhau á. Nhiều khi mình cũng không có được tìm hiểu được nhiều á, không biết là có hợp hay không á. Thì không biết là nếu mà em bận như vậy thì cái thời gian mà hẹn hò thì Thì về phía anh thôi, anh có sẵn sàng đi từ đó lên đây để thăm em hay không? Hiện tại thì công việc của anh không có mất nhiều thời gian. Nhưng bao lâu thì em có thể lên thăm cổ được một lần? Bạn gái đây bảo bận như vậy thì em theo bạn gái luôn á. Tức là em bạn ấy luôn lịch, là sao? Theo lịch của bạn đấy luôn. Từ nhà em lên tới chợ cổ là khoảng mất thời gian bao lâu? Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi hả? Tiếng rưỡi cũng nhanh mà, chạy không đá cái vèo 1 tiếng rưỡi, dạ, thanh niên rồi. Mà gần lắm. Anh Thu là em có thời gian dành cho ảnh hay không, hay là em đi dạy đi làm suốt? Dạ thì em cũng phải có đăng lịch thủ. Cũng có kế hoạch chứ không phải là ngày nào cũng như vậy. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game vui vui với nhau nhé. Tường yêu cầu mỗi bạn sẽ bóc một cái lá thăm. Mời em. Rồi hãy đọc lớn lên. Bạn hãy thử ngửi và đoán xem đối phương sử dụng mùi nước hoa nào. Rồi, để xin mời em bước qua. Thường là em xịt chỗ nào nhiều nhất? Cổ tay. Anh tiếp nhé. Này em chịu rồi. Có mùi gì không? Dạ có nước hoa này. Nói chung là cách nước hoa, xài nước hoa của em thì anh thích. Tức là nhẹ, không có quá nặng. Vậy là anh không nhẹ quá, anh không đáng ra luôn. Anh nói chứ cái này cũng hơi khó đối với ảnh. Mời em. Rồi hãy đọc lớn lên yêu cầu của chương trình dành cho em. Anh này được nè. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC giả giọng. Trời ơi, trúng nghề luôn rồi. Rồi làm gì làm đi. Em đọc thơ đi. Rồi đọc thơ đi. Em sẽ đọc đoạn cuối cùng trong bài Hoa cỏ may của nhà thơ Xuân Quỳnh. Rồi. Khắp nẻo dân đầy hoa cỏ may, áo em sơ ý cỏ rơi đầy, lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thời có ý lắm đó. Dạ, nha. Dạ có ý ạ. Có ý hết đó nha. Ai biết lòng anh có đổi thay. Và bây giờ trước khi hai bạn tiến đến cái việc quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, thì tôi muốn hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cho đối phương biết về cảm xúc thật sự của mình như thế nào trong cái cuộc gặp gỡ này. Mời em trai nói trước. Cảm nhận của anh với em thì hiền, chững chạc và cũng là cái hình mẫu mà anh tức là anh muốn tìm hiểu. Còn em? Thì mọi thứ mà anh chia sẻ thì em thấy cũng khá phù hợp. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Từ nhắc cho hai bạn nhớ cái nút bấm này rất quan trọng. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau ha, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân dưới sự chứng kiến của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy quyết định, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó nha. Không phải bấm nút chỉ để làm quen biết, để làm bạn bè, mà bấm nút là chúng ta chấp nhận là bạn trai, bạn gái vậy với nhau, hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu một cái mối quan hệ để tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Chúc mừng hai bạn, bấm rất là nhanh ha. Đã về chung một nhà rồi, xin mời hai bạn qua một bên. Trời ơi, nãy giờ chưa tặng hoa luôn. Thôi bấm nút rồi tặng hoa cũng được. Rồi, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh. Không biết anh thích không, nhưng mà đây là một tác phẩm mà em rất là thích. Mong là anh cũng thích nó. Ồ, anh cảm ơn. Cái phẩm này thật ra anh cũng đã đọc qua, nhưng mà mới đọc một lần thôi. Dạ. Anh sẽ đọc lại. Không, nhưng mà em thích là mốt anh đọc cho em nghe. Rồi, ok. Dạ, được. Thôi được rồi, tình cảm quá rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Và một nụ hôn đầu tiên để làm kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rồi, anh xin phép nhé. Cô giáo rất là thẹn thùng, e ngại. Đây, vì Tường thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những cặp vé xem phim từ hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Yeah, đây là một cái không gian tuyệt vời để hai bạn đến xem phim và tìm hiểu nhau nhé. Yeah. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu nhau, rút ngắn cái khoảng cách và sẽ sớm về chung một nhà. Thế thì thấy là cặp đôi này là xứng lắm đó, về cả ngoại hình, về tính cách là hợp lắm á. Chờ tin vui của hai bạn nha. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, là kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào và hẹn gặp lại. Em đều nói em có những cái đặc biệt mà không phải người đàn ông nào cũng có. Yeah, có cái gu em là ta. Như là anh trợ lý phải không? Cái trời, ơi. Trời ơi. Nãy giờ em cũng nghi lắm á. Đó. Thiệt. Tường và Hứa Bình Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì một tuần rồi chúng ta cũng sẽ được gặp nhau và sẽ có hai cặp đôi họ đến đây, họ để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Xin mời chúng ta về vị trí, về vị trí. Mình đặt tay cái nè, đừng quên mất. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để chúng ta chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow, rực rỡ. Bây giờ mời hai bạn nữ đến với chương trình của ngày hôm nay. Ngày hôm nay như có hẹn hay sao? Tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Bây giờ xin mời bạn nam ở vị trí chiếc ghế đỏ sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả nghe những cái thông tin cá nhân của mình nhé. Xin mời em. Hi, xin chào tất cả mọi người. Em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ bên kia, bạn bên đây, tất cả những người thân và mọi người đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em tên là Lê Thanh Vũ. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca nhạc sĩ, biên kịch và kinh doanh mỹ phẩm. Năm nay là em 37 tuổi. 37 tuổi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hoạt bát. Là ai em cũng chơi được hết, ai em cũng có thể thoải mái giao tiếp. Còn cái khuyết điểm của em là có lẽ là do em dễ tính quá nên nhiều khi dễ bị dụ. Ngày xưa là em khá nóng tính, em dành một khoảng thời gian khá dài để em tập thiền định và em bớt nóng tính lại, và bây giờ em đã cải thiện được. Hy vọng rằng em đã định được và ngày hôm nay chị sẽ định duyên cho em, được chưa? Dạ, cảm ơn. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ bên kia. Rồi, trước tiên em xin chào hai MC ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia và khán giả dưới trường quay ạ. Em tên Nguyễn Thị Yến Nhi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là nhân viên spa. Dạ, năm nay em 30 ạ. Dạ. Thì em giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em là em biết chia sẻ, biết quan tâm. Có thể bên ngoài em có chút lạnh lùng nhưng mà bên trong em rất là ấm áp. Ví dụ như là em thích một người nào đó
thì cái người ta sẽ cảm nhận được nơi em là sự ấm áp. Còn điểm yếu của em là em hay quên, hơi chậm. Thì cũng phù hợp với công việc spa của em á, phải từ từ, từ da nó mới thấm vô mặt. Rồi hả? Kiểu tỉ mỉ anh. Rồi, bây giờ tới bạn trai ở ngồi ghế màu xanh nè. À, em tên là gì? Dạ, đầu tiên em xin kính chào tất cả mọi người. Chào MC Cát Tường, chào MC Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nữ và bạn nam cùng chơi. Em tên là Nguyễn Minh Kha, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công việc của hiện tại của em là đang công tác là Ủy ban Nhân dân phường 10. Dạ, em phụ trách hoạt động bên mảng khuyến học và phong trào của cựu chiến binh. Dạ, năm nay em 28 tuổi và đồng thời em cũng có dạy thêm ngoài giờ, làm cộng tác viên xe ô tô và lại lắp ráp cái thiết bị cảm biến nông nghiệp. Chà, nghề nghiệp quá trời vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của thầy là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Ví dụ như là bạn bè hoặc bạn nữ mà gặp khó khăn gì đó thì thay vì mình nhắn tin mình vận động này nọ thì em sẽ tới tận nơi luôn. Trời coi ơi, thử có còn giúp được cái gì hay không. À, nhưng mà rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Ví dụ như hai cô gái mình bữa nay là ở thành phố không hả? Dạ, cái đó em thì không có ngại vấn đề yêu xa hay khoảng cách địa lý gì hết. Quan trọng ngoài trong cái tình yêu là cả hai phải tin tưởng lẫn nhau. Ừ. Rồi cho hỏi tiếp cái nữa là nãy giờ rồi còn điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em là hay quên, với lại công việc mệt mỏi, mình trầm tính, mình cứ im im thì người ta tưởng là mình khó gần. Ừ. Chứ thực ra là em rất là dễ gần, rất là thân thiện. Ừ. Rồi quê gốc em là ở đâu? Ở Đà dạ, Lạt luôn hả? Quê gốc em là ở Bình Định. Ở Bình Định? Dạ. Rồi tại sao lại là đi dạy với đi làm ở Đà Lạt? Dạ thì em sinh ra ở Bình Định nhưng mà theo ba mẹ lập nghiệp từ nhỏ ở Đà Lạt. Ngoài Bình Định còn ông bà dòng họ ngoài đó. À, em chỉ theo ba mẹ vào đây thôi. Rồi rồi, chị hiểu rồi. Vậy ha, nhưng mà thầy giáo tôi là cũng rất là lịch sự, đàng hoàng, lịch lãm nha. Mặt mày đẹp trai, giới thiệu chơi vui mà nãy chưa thấy vui, cười cái coi vui nè. Đó, cười đẹp trai nha. À, nhưng mà có điều là đẹp theo cái kiểu không phải là nghệ sĩ mà đẹp theo kiểu là thầy giáo, nhưng mà rất là chuẩn, rất là chỉnh chu. Đúng rồi. Bộ nó gì hả? Bây giờ thì cô gái ngồi ghế màu xanh hãy giới thiệu mình đi nè. Dạ, em chào anh Đạt, chào chị Tường, chào hai bạn nam và khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Yến Nga. Em sinh năm 99. Trời ơi, có hai người có bà con không đây, Yến Nhi, Yến Nga, hai chị em hả? Dạ, sự trùng hợp thôi. À, sự trùng hợp. Dạ, em thì quê gốc em cũng quê ở Bình Định ha. Ồ, Bình Định luôn hả Cưng? Ôi. Cùng quê dạ, với nhau. Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em ở quận Bình Tân á. Công việc của em là tư vấn bán hàng tại shop Văn Cưng á. Thế mạnh, điểm yếu? Dạ, em hay kiểu tấu hài, em đi làm rồi cười tấu suốt. Hài. Kiểu như là em đi làm là lúc nào siêu thị chỗ làm việc em cũng vui vẻ hết á. À. Còn điểm yếu thì trước đám đông thì em hơi run xíu, với lại em hơi nóng tính á. Em có hồi hộp không? Dạ có. À, hát bản đi nè. À, em hát bài Những Điều Nhỏ Nhoi của chị Vy Anh. Những Điều Nhỏ Nhoi. Dạ. Hay quá em ơi. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Đời chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Yeah. Quá là tuyệt vời. Vậy thì em có ngại yêu xa không nè? Dạ, yêu xa mà yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Không ngại đâu, đây là gần đúng không? Đà Lạt mát mẻ lắm nha. Em cũng mới đi một chuyến đi Đà Lạt mới về. Là cũng như là em kéo duyên từ Đà Lạt xuống đây luôn rồi đó. Thầy hay quá trời. Dạ, thấy hơi lạnh nhưng mà lên ấy sống ảo thì đẹp đó chị. Đúng rồi. Đó, thầy giáo đây đang cười tủm tỉm rất là vui. Rồi, thế bây giờ mình sẽ tiến tới sâu hơn một chút xíu nữa về tình trường của các bạn. Bây giờ quay trở lại với anh chàng ngồi ở ghế đỏ. Thì bây giờ chị hỏi là Vũ thì đã trải qua mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, em từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Bảy mối tình, thẳng thắn dễ thương. Nếu mà sâu đậm thì là có hai mối tình sâu đậm. Ừ. Là mối tình đầu của em. Rồi. Là ngày xưa lúc mà em còn đi học, là lúc em mới vào trường cấp 3, là em có thích một bạn hoa khôi của trường. Wow, cũng mà biết lựa người thích quá ha. Mà em là lúc đó lại là một chàng trai tự ti về ngoại hình, với lại tự ti rất nhiều. Mà sau này cái em thích bạn đó, mà bạn ấy lại là một người rất là yêu âm nhạc. Có chia sẻ với người bạn thân của bạn ấy là bạn ấy muốn có một người nào mà có thể hát tặng bạn ấy giữa cả trường. À, sau khi em nghe người bạn của bạn ấy kể lại, em đã tập hát, tập đứng trước đám đông trong vòng 3 năm.
3 năm. Tại vì đối với em cái việc đứng trước đám đông là một cái chuyện kinh khủng. Rồi cuối cùng cái ngày đó như thế nào? Cuối cùng là em đã hát tặng cô ấy ngay giữa cái ngày mà cuối tốt nghiệp, ngày chia tay. Trời đất ơi, vô trường bắt đầu hát mà tới vô trường để ý mà tới cuối tốt nghiệp chia tay mới hát. Mà lúc đó cô có bầu chưa? Dạ chưa. Trời ơi, hên quá vậy, cô cũng chờ đợi đó. Bây giờ em làm lại cái buổi đó đi. Em hát rồi đó. Ừ. Em có nhớ là lúc ấy là cô ấy rất thích anh Bo Đan Trường. Nên ngày đó lúc em đứng trước cô ấy, em để một cái tóc hai mái giống anh Đan Trường. Em hát bài hát Những Mùa Dấu Yêu để tặng cho một người bạn nữ mà em đã yêu thầm 3 năm cấp 3. Có kêu tên của ra không? Em có kêu tên. Tên gì vậy? Tên gì vậy? Thôi kêu tên gì nữa, biết vậy được rồi. Kêu tên rồi sao nữa? Em kêu tên thì tất cả các bạn quay lại nhìn cô ấy. Rồi cả lớp của cô ấy có chọc. Cuối cùng cái cô ấy đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu. Cái em cứ sợ là cô ấy giận. Cái cuối cùng em đi về, tới chỗ gửi xe em mới thấy cô ấy đi ra. Và xin số điện thoại em. Cô ấy đi ra và xin số điện thoại em. Đang hát lên khúc mà những mùa dấu yêu của anh Lan Trường. Thử ơi. Những mùa dấu yêu ơi, xa rồi ngàn xa kỷ niệm. Những mùa mắt ai xưa, xa rồi nơi lâu quá anh ơi. Cái quan trọng không phải là cái bài hát, mà cái quan trọng là mình tỏ tình ngay trước sân trường. Hai bạn yêu nhau được bao lâu? Dạ, hai đứa em yêu nhau được 5 năm. Trời ơi, một mối tình đẹp quá. Dạ. 5 năm mà sau khi ra trường là đã chín chắn trưởng thành hết trơn rồi. Mà sao lại để chia tay uổng vậy em? Nhưng mà đến một ngày vô tình em vào được cái Yahoo của cô ấy. Lúc thời đó xài Yahoo. Cái em mới phát hiện ra thì ra là cô ấy đã có một mối quan hệ sau lưng em với một người bạn thân của em trong vòng 2 năm. Mà em không biết gì hết. Thậm chí tụi em còn đang chuẩn bị chụp hình cưới. Em chỉ chụp cái đoạn tin nhắn em gửi qua. Rồi sau đó em không liên lạc nữa. Rồi cô cũng im luôn, cô không liên lạc luôn. Có liên lạc em mà em không trả lời. Cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào khi em phát hiện? Cảm xúc của em rất là hụt hẫng. Tại vì thà là một người nào đó lạ, còn đó là một người bạn thân của em. Mà thậm chí là hai đứa em còn tính là bạn của em với lại người yêu của bạn đó. Với lại hai đứa em còn đang tính là làm đám cưới chung một ngày. Và trong cái thời điểm đó là em cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu một cách trầm trọng. Nhưng mà sau đó thì em vẫn có thêm được 6 mối tình. Sau đó em đã gượng dậy và em vượt lại. Chia sẻ với em, đồng cảm. Rồi kỷ niệm đó. Có đẹp, kỷ niệm có đẹp và có buồn. Bắt đầu cái tới mối tình thứ hai của em thì là mối tình em quen bạn ấy. Sau đó bạn ấy đi nước ngoài, có người yêu và có em bé với một người bạn bên nước ngoài ấy luôn. Sau đó tụi em không liên lạc được một năm. Rồi sau đó thì em lại quen lại bé ấy. Cuối cùng là em chấp nhận quen một người mẹ đơn thân. Tại vì bé ấy với lại người yêu ly thân. Và quen được một năm mấy nữa thì em chia tay. Mà bạn ấy lại có những cái chuyến đi mà không hề cho em biết. Nhiều khi đi Nha Trang, đi Đà Lạt, đi đâu đó mà nhiều khi em không biết gì hết. Người ta nói phận gái 12 bến nước mà sao cái phận anh này nó cũng bến đục bến trong quá ha. Cũng gian truân quá. Thôi rồi bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi ha. Bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đầu tiên là phải lễ phép, thân thiện, đừng có chảnh quá. Biết nấu ăn, nếu mà có thể thì đừng có chung nghề với em. Rồi, mình tạm ghi nhận rồi, vậy đi. Tạm vậy đi. Giờ nè, cô gái bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, là nãy giờ vẫn cứ mặt cứng lạnh lùng đó. Hỏi tới mới cười nhẹ. Em tâm sự về những cuộc tình của mình cho anh nghe đi. Tình cảm của em chóng vánh lắm anh. Chóng vánh là như thế nào? Em có một mối tình mà đầu tiên của em á. Mà là... em có thống kê là mình có bao nhiêu trong kia chứ, 7 mối lần đó. Em là chắc nhiều hơn nên em ngại đúng không? Không, em phải nhiều hơn mà có nghĩa là em chỉ tìm hiểu thôi chứ em cũng không nhớ những người đó. Có nghĩa là em chỉ nhớ một người đầu tiên quen là lâu nhất là 5 tháng mà. Anh đó lớn hơn em 9-10 tuổi. 9-10 tuổi? Dạ. À. Em chắc bị khấm cũng 7 cái sừng, 7-8 cái. Trong vòng 5 tháng mà được 7-8 cái luôn. Dạ. Trời trời. em chưa có sâu đậm. Chưa sâu đậm. Có nghĩa là chưa sâu đậm, chưa tới lúc sâu đậm là đã như vậy rồi. Là bây giờ cái gu em là phải lớn tuổi nè.
Gu em không cần phải lớn tuổi, chín chắn trong suy nghĩ là được. Chín chắn trong suy nghĩ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không em? Ngoại hình thì nhìn ưa, nhìn cao tầm 1m7 trở lên được rồi chị. 1m7 trở lên nhỏ nhắn lắm. Cao 1m7 trở lên. Mình cao mét mấy cưng? Em cao 1m7. Em cao mét mấy cưng? Dạ em mét 7 luôn. Wow, hai chàng 1m7 hết. Bây giờ quay qua với thầy giáo của mình nè. Thầy giáo ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ gọi là mối tình chính thức thì em trải qua một mối tình thời sinh viên. Một mối tình một thôi? Dạ, sau đó thì em ra trường về lại Đà Lạt công tác. À, là rồi. Sinh viên là em học ở đâu? Dạ em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À rồi. Thì tụi em quen nhau được khoảng gần 1 năm thì tới lúc đó em về nghỉ hè, về Đà Lạt nghỉ hè. Lúc đó là em chưa có xài smartphone. Chỉ có gọi điện với nhắn tin hoặc là Facebook mà qua laptop thôi. Đó, thì bạn thấy cả em đi làm cả ngày, tối cũng có gọi điện nhắn tin. Nhưng mà bạn thấy em ít nhắn tin với bạn quá. Thì khi mà em hết nghỉ hè rồi quay lại thì em lên Facebook thì thấy bạn đã hủy kết bạn với em. Em cũng có tìm hiểu thì thực ra là đối với em là bạn giống như cảm xúc nhất thời. Chứ thực sự người bạn thích là người khác. Bây giờ là thầy giáo muốn mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái lý tưởng của em là hiền, vui vẻ, hoạt bát, biết tôn trọng người lớn. Có thể là biết nấu ăn. Tại em cũng có cái tài lẻ là biết nấu ăn. À, món này em nấu không được, chỉ cần nhìn người ta hoặc trên mạng nấu một lần em có thể nấu lại được. Rồi, có yêu cầu gì về ngoại hình của bạn gái không? Dạ, yêu cầu thì em cũng đơn giản lắm. Chỉ cần bạn gái cao từ 1m55 trở lên là được. 1m55 trở lên dạ. Là được ha. Thí dụ giờ ta lên Đà Lạt thì rồi em có kiếm được cái công ăn chuyện làm gì cho người ta không? Dạ được, nếu bạn lên thì em sẽ chủ động liên hệ công việc cho bạn. Thì có thể giúp bạn tìm việc làm trên đó. À, nói chung là em cũng có cái sự quen biết, cũng có rành rọ trên đó. Có quen biết phải không? Dạ. Có xin được phải không? Đó, tôi phải hỏi vô đó. Chắc chắn được, được. Yên tâm, thầy giáo đẹp trai lắm em. Ngon lành đó. Ngon lành. Dạ em tâm sự em đi nè, Yến Nga. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Có 2 mối tình là thời cấp 3 với một mối tình chính thức gần nhất là bắt đầu dịch là năm 2019, Tết năm 2019. Em bắt đầu chuyện tình yêu khúc đó đó. Thì sao? Nhưng mà trong thời gian quen thì cũng chỉ có 2-3 tháng thôi à. Tết em về quê thì hai đứa vẫn có nói chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi vào lại Sài Gòn thì kiểu như là bạn đó cũng còn đi học rồi công việc nữa. Em đi làm nhưng bạn đó kiểu ít có nói chuyện với nhau á. Xong thời gian thì bạn đó nói là chia tay là tại vì không quên được người yêu cũ. Đó là em không hợp. Thì lúc đó em cũng có níu kéo rất nhiều. Bạn ấy lock Facebook, lock Zalo em. Trời ơi, cái bạn trai nào mà tàn nhẫn dữ vậy trời. Trời ơi, không quên được người yêu cũ rồi mà còn lock người ta nữa. Dạ. Thì cái gu người đàn ông em như thế nào? Dạ thì ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên được. Tại không vì là mình nhìn là tới 1m7 lận kìa. Đủ chuẩn à. Bạn nam yêu cầu 1m55 nhưng mà em có 1m52 được không anh? 1m52 được không anh? Được. Dạ được luôn anh ơi. Được luôn. Được luôn em ơi. Gái 1m52. Thật ra là con gái mà ăn thua nhỏ nhắn rồi thì mang nó dài 3-4 phân, 5 phân lên là đẹp rồi đúng không? Dạ về là em học bài hát cô gái 1m52 luôn. Ờ hay quá. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu. Tính tình, cá tính hay là cái mẫu người em như thế nào? Dạ em thì kiểu em cũng muốn tìm một người bạn trai lớn hơn em xíu. Lớn tuổi một vài tuổi thôi. Chững chạc tại vì em kiểu người ta nhìn vào ta kêu em trẻ trâu á. Tấu hài hả? Trẻ trâu. Trẻ trâu là sao? Suốt ngày đăng ảnh Facebook rồi up story rồi. Nói chuyện ra anh bình thường có gì đâu trẻ trâu. Vậy anh chắc cũng chùm trẻ trâu luôn á. Mình xong rồi ha, bây giờ mình hỏi người thân đi nè. Hỏi ý kiến người thân nè. Thôi ưu tiên nhà gái trước đi. Bữa nay em tới với ai? Chào em tới với em trai của em. Lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hương Minh ạ. Căng vậy. Em tên là Khanh. Khanh à, em trai của chị Nhi. Em ruột luôn hả cưng? Dạ chị em à. Ruột. Thứ nhất là hai anh đẹp trai. Hai anh đẹp trai. Em cũng đẹp trai. Em nghĩ là anh thầy giáo. Anh nhìn anh chững chạc hơn. À chết trời, em vậy là không có chững chạc nghe chưa. Ba mươi mấy tuổi mà không có chững chạc bằng người ta mới 28 tuổi kìa. Rồi. Nhìn anh nghiêm túc. Anh nghiêm túc. Hôm nay đi quay chương trình là ba mẹ biết không? Dạ không. Trời ơi. Giấu ba mẹ hả? Em còn không biết nữa mà. Ủa sáng em còn biết rồi. Em không biết sao em ngồi đây. Sáng cái chị kêu em chở đi em mới biết thôi. Rồi mình theo dõi tiếp. Hy vọng là ngày hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ha. Hay rồi quá. À, còn em ngồi kế bên. Dạ lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên Hằng, em là chị gái của bé Nga. À bé Nga. Chị ruột luôn. Dạ chị ruột luôn. Trời ơi. Bữa nay toàn anh chị em ruột không vậy ta.
Thì em thấy hai bạn nam ở đây thì ai cũng công việc ổn định hết, tính tình lẫn ngoại hình thì đều ok hết. Nếu mà em chỉ yêu xa thì cái đó thì em cứ chọn. Thì hai bạn này tính chất công việc cũng thấy là khá bận á. Được cái là cùng quê Bình Định thì cũng tốt quá. Dạ. Gần gũi. Thôi nói chung chị nói vậy thì cũng có tín hiệu mừng rồi. Rồi bây giờ đến họ nhà trai nè. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ em là em họ của anh Nguyễn Minh Kha ạ. Em thấy là chị Nga thích hợp với anh em hơn. Em thấy chị vui vẻ dễ thương ạ. À hay là tại cũng thấy cùng quê. Dạ. Cùng quê. Dạ một phần cũng là như vậy. Rồi ok cảm ơn em nha. Cảm ơn rồi, chị. Rồi còn bạn trai. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt với lại chị Cát Tường ạ. À. Rồi hôm nay mình đi với Vũ đúng không? Dạ. Mình là bạn sao với Vũ? Dạ em là trợ lý của anh Vũ. Ồ trợ lý của anh Vũ. Em là rapper, ảnh hát thì em rap. Ôi. Ồ ngon gáp lành. Dạ. Wow. Thấy cô nào hợp với anh Vũ của nhà mình hơn? Em thấy hai cô không cô nào hợp. Sao vậy? Trời ơi. Tại vì cái tính anh Vũ á hiền, nhưng mà lúc nào mà anh Vũ mà nóng lên á là anh Vũ làm banh chành hết á. Mà cái chị đầu tiên đó là quen được 5 tháng là không có quen được, khó. Còn cái chị thứ hai thì hơi nhỏ con, rồi hơi chậu, hơi sụ nhi một chút nữa. Hơi trẻ trâu. Trời ơi trời. Em đừng có bàn ra như vậy, em phải bàn vô chứ. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Không trời ơi. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Tại sao em lại bàn ra? Không có, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhưng mà nếu mà tính mà hai người này thì em thấy cái chị ngồi ghế đỏ có thể phù hợp được khoảng 50%. Nếu mà chị đó ghè được cái tính là chịu đựng là chị đó sẽ hợp. Tại vì chị đó cũng xinh đẹp. Mà thiệt tình là em làm với anh Vũ là coi anh Vũ như là một người anh đúng không? Dạ em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi. Nói chung là trước đây cũng em cũng đã có mối tình mà cũng chia tay vì cái sự hiểu lầm của em với lại Duy. Vậy mà còn ra dắt đi theo chi nữa. Rút kinh nghiệm nha. Hôm nay nhớ rút kinh nghiệm, chị mốt yêu đương hẹn hò đi bạn gái, bớt dẫn bạn này theo nha. Dạ. Dạ thường thường là em đi em rút kinh nghiệm, em không bao giờ dẫn đi theo nữa. Bye bye. Em né bye bye. Bye bye. Ok phá người ta không à, trời ơi thiệt tình luôn. Hai cô gái người ta xinh đẹp vậy, cái ông ngồi dưới ông phán ngon ngon lành hết sức vậy đó. Duyên dáng hết sức nó khổ luôn hay sao. Thôi giờ còn chờ gì nữa nè chị ơi, mở cửa trái tim. Đó, quá trời luôn. Hoa trên Đà Lạt chăng? Này từ Đà Lạt đem xuống hả cưng? Dạ, từ Đà Lạt. Thiệt luôn á hả? Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Trời ơi. Từ Đà Lạt thiệt luôn. Cái hoa này là cánh hoa hình trái tim thì nó tượng trưng cho như trái tim anh gửi gắm vào đây. Cánh hoa. Chúc em luôn xinh tươi như bông hoa này. Có một cái món quà. Có cái quà riêng, có cái quà riêng nha. Dạ rồi. Em cũng có một cái phần quà nhỏ là tặng cho hai MC là chị Tưởng Nhân Đạt. Chị nữa hả? Cũng có nữa. Dạ. Cái này gọi là sáng đá đúng dạ, không? Dạ sáng đá này là tự em trồng với lại em cấy ghép luôn. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ. Có tặng cho bạn chơi không ta? Hay kiếm mối liền luôn á. Em mở quà luôn đi cho mọi người biết cái gì chứ. Dạ cây son dưỡng. Cây son dưỡng. Dạ. Hai cây son dưỡng luôn. Thế em tặng son có ý nghĩa son dưỡng là do mùa này có thể là mùa dịch, bạn có thể đeo khẩu trang nhiều thì môi có thể bị ảnh hưởng, thì mình sẵn lúc mình đeo khẩu trang đó mình dưỡng môi luôn mình son. Cũng có ý lắm ha, chú đáo lắm ha. Trời ơi. Bây giờ chị hỏi nè, khi mà mở cửa trái tim này ra thì đầu tiên là cảm xúc của các bạn như thế nào? Rồi anh lớn nói trước nè, anh lớn nhất ở đây nè. Cảm nhận như thế nào về hai cô gái của tôi? Dạ hai bạn gái ai cũng dễ thương, ai cũng cảm giác hòa đồng thân thiện vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ đúng không ạ? Mấy cổ cười chứ, mấy cổ cười các bạn. Mấy cổ đang quê cái anh ngồi dưới á, rồi mấy cổ liếc. Em cũng ngại luôn, em nghe đây nói thì như bây giờ em nhìn hai bạn em cảm thấy ngại luôn, sao lắm em không dám nhìn thẳng luôn. Rồi sao Nhi, giờ tới Phi Nhi nè.
Dạ, hai anh dễ thương ạ. Nhìn dễ thương ngoài hình sáng ạ. Mà sao chị thấy em nhìn giống như em liếc em muốn liếc dưới phải không? Em đâu có liếc trên này phải không? Em chỉ liếc chị lo quá à. Đó, em cười tươi vậy xinh chết à. Được phải không em? Dạ, vụ nãy du Di coi như bỏ qua mình chưa nghe nha cưng nha. Nhưng mà em lỡ nghe rồi chị. Nhưng mà em lỡ nghe rồi. Lỡ nghe rồi ha. Không, đó lời bạn người ngoài với lại trong cuộc thôi nè. Trong cuộc mới là người quyết định. Ngại hết sức luôn vậy đó. Rồi còn cưng, mấy Nga thì sao? Dạ em thấy hai bạn nam thì rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Đẹp trai. Dạ. Rồi thầy giáo nè, nói nghiêm túc nè, thầy giáo là người chính trạng nè. Cảm nhận đầu tiên của thầy giáo về hai bạn nữ như thế nào? Dạ, cảm nhận đầu tiên của em là hai bạn nữ rất là xinh. Rất là xinh. Rất là dễ thương. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau một xíu để cho có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn nha. Em hỏi giống như là hai bạn có ngại khi mà quen một người lớn tuổi lắm không? Dạ không ạ. Có lẽ là mọi người nhận xét em là mọi người nói em là hơi bị tăng động. Nên nhiều khi nhiều người mà thích mẫu người chững chạc là không ai lại chọn em hết. Nhưng mà em lại nghĩ là em lại có cái sự đàn ông riêng của em. Đàn ông riêng của em. Riêng là riêng của em. Đối với những người tiếp xúc em đều nói em có những cái đặc biệt mà không phải người đàn ông nào cũng có. Có cái của em là như là anh trợ lý phải không? Trời ơi. Nãy giờ em cũng nghi lắm á. Đó. Thiệt. Ví dụ em hỏi nha. Rồi. Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng không quan trọng gì hết. Quan trọng là anh thôi em. Dẹp qua một bên đi em. Hứa lần sau đi chơi bạn gái hẹn hò là tình yêu rồi là dẹp qua một cất vô tủ cho chị nha. Cái tủ đóng hơi bự á. Cất vô tủ cho chị nha. Vậy là em biết lý do tại sao gần đây em quen ai cũng không được rồi. Thế nào là cũng có lý do để chọc chọc. Nhiều khi đi ngang chị nói anh thấy cái bộ em không. Em chắc không quen với ảnh được lâu đâu. Dám có lắm à. Nghi lắm. Nghi lắm. Sao ta? Ví dụ như em không thích người đó thì sao? Em không thích người đó thì có lẽ là trong khi có em thì không có người đó. Có anh, có em là không có người đó. Được rồi, nhấn nữa như sát muối cho lòng người ta vậy, được rồi. Rồi, con hỏi thầy hỏi đi thầy. Anh hỏi bạn nữ cái xanh. Anh với em nếu có cơ hội đến với nhau thì đang nói chuyện, anh làm ở ủy ban mà. Thì đôi khi đang dịch giả đang còn nè. Thì đang nói chuyện với em, đang call hay đang gì đó mà ở trên gọi đi. Thì anh phải tắt ngang vậy, thì em có kiểu suy nghĩ này nọ, thì suy nghĩ lung tung không? Dạ không. Lúc trước nếu như mà từ hồi xưa còn đi học thì có thể là sẽ giận dỗi, nhưng mà bây giờ lớn thì em cũng đã đi làm rồi, công việc của em cũng bận rộn. Ví dụ như trong giờ làm việc thì em cũng không có sử dụng điện thoại được nhiều á. Là anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt á. Dạ. Anh rất thích đi phượt. Nếu mà em với anh có cơ hội để kết nối với nhau thì anh sẵn sàng cho em mọi đi phượt mọi cung đường. Rồi, bây giờ chị thấy trên bàn của hai bạn nữ là đều có cái gì đó, có quà kìa. Mình có tặng quà gì cho nhau không nè? Dạ. Có tặng không? Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Dạ, có. Wow, ai cũng có quà luôn. Bé Nga cái gì là... đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ, sách tu tâm cho tốt thì đời thông dong. Tu tâm cho tốt. Món quà giống nhau, khác màu thì đó. Thì hộp đỏ, hộp xanh đó, ai biết đâu mà mở ra coi nè. Chắc cái ly uống trà hay gì á. Ly nước. Cái ly cũng ai lớp du rồi, bên đây có ai lớp du không? Bên đây có gì? Ai lớp du. Sao ai lớp du nhiều quá vậy cưng? Không, cùng màu là thích rồi. Rồi thôi bây giờ là để cho hai bạn một chút xíu cái gọi là cảm xúc để chúng ta, thời gian chúng ta không có nhiều. Anh lớn nè, vụ bước lên đứng lên nè. Rồi qua muốn nói gì đó hai bạn, mượn xin nắm cái tay chút, một phút thôi, nói với mọi người một câu thôi. Chiều cao lý tưởng nha. Em tìm hiểu một người bạn trai mà em cảm thấy hợp ý thì em có thể là tiến tới hôn nhân sớm hơn được không? Dạ được ạ. Dạ được ạ. Trời, không có điều lẻ vậy. Dạ anh muốn kết hôn bao nhiêu lâu ạ? Quen khoảng chừng bao nhiêu lâu anh kết hôn? Anh muốn tầm một năm. Dạ. Bây giờ anh dành một khá nhiều thời gian để cho năm nay, để anh có một cuộc bứt phá, để anh có một cuộc sống ổn định hơn để có thể lập gia đình. Dạ. Ủa hết giờ nắm tay rồi, đứng nắm rồi nói hoài luôn vậy. Rồi có nắm tay bạn rồi. Nắm tay em gái. Từ đó giờ em chắc em chưa bao giờ em quen một người lớn tuổi như anh đúng không? Dạ chưa anh. Mặc dù là có thể là anh lớn tuổi nhưng mà tâm hồn của anh thì rất là trẻ thơ.
anh muốn nắm tay em để cho em cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Và cho em biết rằng là nếu anh quen một ai đó thì anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Hết giờ nắm tay rồi anh. Rồi về đi. Anh. Thầy giáo. Thầy giáo. Tới mình chứng tỏ. Cơ hội tới rồi, nắm cờ mà phất thôi. Tiến thẳng qua ghế xanh liền. Ủa, không chần chờ. Thì đầu tiên là anh biết em thấy em cùng quê với lại cùng sở thích với anh là anh rất là vui rồi. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Thì anh cũng hy vọng là mình có thể kết nối được với nhau, có thể đi được lâu dài. Đôi khi em có giận dỗi gì đó thì anh sẵn sàng xuống nước làm hòa trước, mặc dù lúc đó mình có đúng hay sai. Em giận anh có từ Đà Lạt chạy về Sài Gòn được không? Nếu mà anh sắp xếp được công việc, tháng có thể xuống thăm em một lần hoặc là hai lần. Dạ. Nếu được thì em có sẵn sàng gọi là có ngại lên Đà Lạt làm việc hay không? Cả thuận lợi cho cả hai thì em sẵn sàng đi. Ủa, em quê Bình Định mà ở Vĩnh Thạnh. Em ở Vĩnh Thạnh. Bác anh cũng ở Vĩnh Thạnh. Xuống thăm bác rồi sẵn rồi thăm luôn máy luôn hả? Thăm em trước thăm bác sao? À trời, thăm em trước thăm bác sao? Rất thẳng thắn. Rồi, em có nắm tay bạn nữ không? Dạ. Rồi. Thì anh cũng hy vọng là xong mình cũng có thể, ví dụ mình không định chọn nhau thì cũng có thể làm bạn. Dạ. Và nếu có dịp thì em lên Đà Lạt thì anh sẵn sàng mời em đi cà phê hoặc là dẫn em đi chơi đâu đó. Dạ, em cảm ơn. Thầy giáo dễ thương quá. Thầy giáo ơi. Bây giờ chị Tường sẽ nhắc nhở lại các bạn. Ở cái ghế ngồi của các bạn đó, là bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm. Nhìn kỹ đi, hẹn hò với cái người ngồi ở ghế nào thì em bấm cái nút màu đó, đừng bấm lộn nha. Nhắm mắt lại để nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt á. Dạ. Nếu mà em với anh có cơ hội kết nối với nhau thì anh sẵn sàng chở em mọi người đi phượt mọi cung đường. 4 Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng căng. Không quan trọng gì hết, quan trọng là anh thôi em. 3 2 1 Bấm. Thời gian đã có kết quả. Và hiện tại thì chúng tôi thấy có kết quả là có một cặp ghế màu xanh đã cùng sáng đèn. Trước tiên là chúng ta chúc mừng có một cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Yeah. Rồi, bây giờ qua tới cái cặp này. Anh tôi hỏi anh, sao anh không bấm nút ai vậy? Anh thả hết mà anh không bấm nút ai vậy? Anh đi anh rắc thính. Anh đi anh nhắn nhủ quá trời luôn. Và cái gu của anh đó là chết em luôn à. Thật sự là em cũng có cảm tình. Trong một hai bạn em cũng có cảm tình. Nhưng mà em nghĩ là có lẽ là bây giờ làm bạn trước. Còn mấy Nhi thì sao? Hôm nay Nhi cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy vui ạ. Vui rồi dạ. Em cảm thấy cái anh này anh không bấm nút rồi. Em có cảm thấy gì không? Dạ không ạ. Tại sao em lại bấm nút chọn ảnh? Dạ em thấy ảnh luôn có vẻ vô tính, hòa đồng, hài hước. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Thôi không sao cả, hôm nay có thể cơ hội nó chưa tới. Nhưng mà biết đâu sau chương trình này sẽ có rất là nhiều cơ hội sẽ đến với em. Em gái thì sao? Mình cảm xúc của em hôm nay như thế nào?
Dạ, nói chung tới chương trình thì em cũng hồi hộp và cũng mong là tìm được một người có thể là tìm hiểu lâu dài chị. Nhưng mà thật sự là chị thấy thầy giáo rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Và thấy rõ ràng từ lúc mở cửa trái tim cho đến lúc cuối cùng là đều là focus cho một mình em hết. Thấy không, quà cũng tặng riêng cho em. Đến bắt tay nói chuyện cũng rất là đàng hoàng, lịch sự. Và chị hy vọng rằng là hôm nay là có một cái gì đó nó có tình yêu đẹp. Nghiêm túc. Cảm ơn các bạn. Rồi, mời các bạn đứng lên. Đôi, thành đôi nè, đó. Ủa bây giờ đây là son độc quyền của em. Trời ơi, anh đem con cái. Tại em quên, em mang có một cây thôi nên anh ngại. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà rồi qua đây chứ không được đứng bên đó đâu. À, kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được một cặp đôi như quý vị cũng đã thấy rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi. Thầy giáo phải không? Thầy giáo cũng biết hôn mà đúng không? Mình hôn tặng bạn gái một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ nhau trên sân khấu. Bạn xin sân khấu ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc. Thưa chị, cho anh hôn bạn thì em cũng hứa chị là em sẽ hứa là sẽ yêu thương bé và luôn nhường nhịn đi. Rồi, luôn nhường nhịn. Dễ thương quá, thầy dễ thương quá. Nghiêm túc thiệt tình. Cố lên. Thì xin phép em. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn đó, thấy không quý vị? Không có gì là chúng ta ngần ngại hết. Nếu thực sự chúng ta đã thích, cơ hội đến chúng ta phải nắm bắt và phải hết lòng. Cái gì hết lòng sẽ đón nhận lại được những kết quả tốt đẹp. Chị cũng sẽ chúc cho hai em, thứ nhất là thành công trong cái công việc của mình nè, được nhiều sức khỏe nè, phát triển cái tương lai sự nghiệp và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Rồi, và bây giờ thì xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Ngày hôm nay những cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn là một phần quà nhỏ, là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple với tính năng là nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và kính thưa quý vị, đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha. Bye bye.